chị. Chào mừng các anh chị quay lại với siêu thị điện máy Ecomart. Thì hôm nay em xin hướng dẫn cho các anh chị cách sử dụng quạt cây của Panasonic có model là F409KBE là màu kem, hoặc là có model là F409KB là màu xanh. Tiếp theo đó là có cả màu đỏ nữa ạ. Thì hiện tại Panasonic đang có 3 màu độc quyền cũng như là 3 màu đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Thì đầu tiên đi vào cách sử dụng thì quạt cây của Panasonic chúng ta có thể tăng giảm chiều cao như thế này, đang là tối thiểu. Chúng ta có thể xoáy nút ở phía đằng sau đây ạ. Đằng sau thì có nút xoáy như này, anh chị có thể tăng chiều cao lên. Đấy, có thể tăng lên hoặc tăng giảm xuống. Tiếp theo thì đối với quạt cây của Panasonic sẽ gồm có điều khiển. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có điều khiển có phím tắt mở này. Tiếp theo là nút thứ hai từ trên xuống thì chúng ta sẽ là các chế độ 1, 2, 3 đấy. Gọi là số 1, số 2, số 3. Và nút thứ ba sẽ là nút quay ạ. Nút đảo trái, đảo phải. Tiếp theo là nút gió thoảng sẽ dành cho khi mà chúng ta sử dụng ở chế độ ngủ. Buổi tối chúng ta ngủ chúng ta có thể bật gió thoảng này. Và cài đặt thời gian. Thì đi vào sử dụng thì đầu tiên thì em sẽ bật mở lên. Đấy. Tiếp theo này, tắt mở ở cùng một nút. Tiếp theo là chế độ gió này, anh chị nhìn giúp em vào cái đèn nhá. Đèn số 1, số 2, số 3 này. Chúng ta sẽ bật tương tự ở trên điều khiển. Đó. Tiếp theo nữa thì là chế độ quay này. Có chế độ quay và tiếp theo chúng ta có thể sử dụng chế độ gió thoảng nhá. Gió thoảng thì anh chị nhìn ở đây giúp em này. Đó. Khi mà gió thoảng thì quạt sẽ chuyển sang chế đây. Nó sẽ nhẹ hơn so với chạy thông thường. Để chúng ta để ở chế độ ngủ nó sẽ êm hơn. Và cài đặt thời gian thì chúng ta có 6 đặt tối đa được 6 tiếng đồng hồ nha anh chị. Hoặc là đấy là em đã hướng dẫn cho anh chị về cách sử dụng điều khiển. Hoặc anh chị có thể sử dụng ở trên thân như thế này. Đây ạ. Các cái nút ở trên thân thì tương tự như ở điều khiển tắt mở này. Và các cái nút chức năng ở đây là số 1, số 2, số 3 này, nút quay này và nút cài đặt thời gian. Chúng ta có hai chiều có thể sử dụng được, đó là trên thân quạt cũng như là điều khiển để chúng ta sử dụng dễ dàng và tiện lợi. Đó là cách sử dụng quạt cây của Panasonic mà em muốn hướng dẫn cho các anh chị. Còn nếu mà anh chị còn thắc mắc hoặc là anh chị muốn tìm hiểu thêm về các thông số kỹ thuật thì anh chị liên hệ đến số hotline 0243 965 6067, hoặc anh chị qua gian hàng tại siêu thị điện máy Ecomart tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để được gặp các bạn nhân viên tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Ecomart xin cảm ơn.